hướng dẫn các bạn sử dụng máy làm mát nha, máy làm mát Suzuka. Thường các bạn muốn làm mát thì sẽ bơm nước vào đây, đây ở nơi một là để bơm nước vào nha. Ấn cái nút push, cái nút này mở ra mình sẽ bơm nước vào đường này, xong mình đóng lại. Thì trên đây có cái nút, nút này là nút nguồn tắt và mở, còn nhỏ ha, như các bạn bật lên là còn. Trong các bạn muốn làm mát thì đây có cái nút gọi là cool, thì cái nút này nó sẽ bơm nước lên và nó làm ra hơi nước rồi nó quạt ra làm mình cảm thấy mát giống như máy lạnh vậy. Các bạn muốn này lên đó, cái này thực chất nước nó sẽ bơm lên đây. Nước sẽ bơm lên và làm mát không khí, rồi xong đó nó thổi ra ngoài cho mình nhé. Tiếp đến là nút này, nút swing, tức là nút mình sẽ chuyển cái quạt ở dưới, nó có thể chạy qua bên phải bên trái. Nút kế tiếp là nút nó giống như tăng nút speed này, nút quạt số 1, số 2, số 3 vậy. Các nút này thì nó low, medium, high, 3 chế độ. Và nút thứ tư là nút timer, là nút hẹn giờ, mình có thể hẹn trong vòng 30 phút, 1 tiếng hay là 2 tiếng hoặc là 4 tiếng, sau đó tự động nó sẽ tắt. Mình sẽ bấm nút này. Khi mình không bấm nó thì mình không hẹn giờ nó nên sẽ bấm. Và khi mình tắt thì sẽ bấm đây, tắt hết. Cái nút màu xanh vẫn hiện lên là vì không có còn điện. Đây là cái quạt làm mát của cái phòng khoảng 20 mét vuông.